toàn bộ kinh nghiệm du lịch Lăng Cô dành cho những ai muốn khám phá một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Các bạn nhìn thấy đằng sau mình không? Một bầu trời xanh mướt, và ở trên cái đỉnh núi là sẽ có những áng mây màu trắng đang vờn ở trên đỉnh núi. Lăng Cô thì có núi này, có suối, có đầm, có biển, cảnh vật thì cực kỳ nên thơ, đồ ăn thì rất là ngon và giá rẻ. Tuy nhiên, Lăng Cô lại không được chiếm spotlight giống như là thành phố Đà Nẵng hoặc là thành phố Huế. Tại vì nằm giữa hai thành phố này nên là mọi người sẽ thường lướt qua chứ không lưu lại. Hôm nay mình sẽ làm một cái video dành cho những ai muốn lưu lại khám phá Lăng Cô. Để đi tới Lăng Cô thì mọi người có thể là đi xe máy hoặc là đi ô tô. Còn nếu như ai muốn khám phá chuyến tàu di sản thì mọi người có thể là đi tàu HD và dừng lại tại ga Lăng Cô. Đây chính là cái toa để mọi người có thể là ăn uống và được trang trí rất là đẹp. Ở đây thì có khá là nhiều những cái món ăn ha. Uống. Tới Lăng Cô rồi thì mọi người có thể là lưu trú tại homestay này, resort này, hoặc nếu như ai muốn riêng tư thì có thể là ở lại villa. Và mình gợi ý Orchid Villa, một trong những cái villa có lưng tựa núi và view cái ghế băng ở đây, bờ suối rất là đẹp. Ngồi đây rồi buổi chiều có thể là ngồi đây ha, và ngắm suối, ngắm núi rừng. Về chỗ chơi, buổi chiều mọi người có thể là khám phá đầm Lộc An. Ở đây thì mọi người có thể là ngắm hoàng hôn rất là đẹp. Và ngay ở đầm Lộc An thì sẽ có những cái nhà hàng hải sản rất là ngon. Tại đây thì món nổi tiếng nhất vẫn là hàu, tại vì Lăng Cô được xem là một trong những xứ sở hàu của Việt Nam. Ngoài ra mọi người có thể là chạy xe máy lên chân đèo Hải Vân ở phía Lăng Cô để có thể là ngắm rọn vịnh Lăng Cô ở từ trên cao. Và nếu như may mắn thì mọi người sẽ thấy nguyên một đàn tàu trườn qua vịnh Lăng Cô rất là đẹp. Ở Lăng Cô thì có rất là nhiều những con suối, và một trong những con suối đó có tên là Hói Dừa. Mọi người có thể là chạy một xíu từ đầm Lộc An đi vào, tầm đó khoảng 4 cây số là tới nơi rồi. Tại đây thì mọi người tắm suối rất là mát. Ngoài ra mọi người muốn ăn uống thì có thể là đặt quán ăn ở ngay bờ suối, người ta sẽ chế biến cho các bạn những cái món ăn dân dã rất là ngon. Để khám phá Lăng Cô thì mọi người chỉ cần dành ra 2 ngày 1 đêm là có thể là khám phá hết vịnh Lăng Cô rồi. Tới trưa chiều thì mọi người có thể là quay về Đà Nẵng hoặc là Huế, kết thúc chuyến đi với rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị.